Chương 24. Sau đó 5 ngày, có thầy cả thượng phẩm là Anania đến với vài người trưởng lão cùng một nhà diễn thuyết kia tên là Tertullu trình đơn kiện Phaolô trước mặt quan tổng đốc. Phaolô bị đòi đến, Tertullu khởi sự cáo người như vậy: "Bẩm quan lớn, Philip nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này, lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nhưng muốn cho khỏi phiền quan lâu hơn thì tôi xin quan lấy lòng khoan nhân và nghe một vài lời chúng tôi nói đây. Vậy chúng tôi đã gặp người này như là đồ ôn dịch đã gây loạn trong hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Nó làm đầu của phe người Nazareth cùng toan làm ô uế đền thờ, nên chúng tôi đã bắt nó. Xin chính quan hãy tự tra hỏi hắn thì sẽ biết được mọi việc chúng tôi đang kiện cáo. Đến phiên các người Giu-đa cũng hùa theo lời đó, quyết rằng thật có như vậy. Quan tổng đốc ra dấu biểu Phaolô nói đi, thì người thưa rằng: Tôi biết quan làm quan án trong nước này đã lâu năm, nên tôi dạn dĩ mà binh vực duyên cớ mình. Quan tra xét thì sẽ biết tôi vừa lên thành Jerusalem mà thờ lại chưa được 12 ngày nay. Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong thành phố, cãi lẫy cùng ai, hay sư dục dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều họ kiện tôi đó. Trước mặt quan, tôi nhận rằng theo như đạo mà họ gọi là một phe đảng, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri, và tôi có sự trông cậy này nơi Đức Chúa Trời như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì kế ấy nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người. Vả đã lâu năm nay tôi đi vắng rồi mới về bố thí cho bổn quốc tôi và dân của lễ. Đang khi ấy có mấy người Giu-đa quê ở cõi A-si kia gặp tôi ở trong đền thờ được tinh sạch, chứ chẳng có dân đông hay rối loạn chi. Nếu họ có điều gì kiện tôi thì có lẽ đến hầu trước mặt quan mà cáo đi, hay là các người ở đây phải nói cho biết đã thấy tôi có sự gì đáng tội lúc tôi đứng tại tòa công luận, hoặc có thì cũng chỉ trách câu tôi nói giữa họ rằng ấy vì sự sống lại của kẻ chết mà hôm nay tôi bị xử đoán trước mặt các ông. Philip vẫn biết rõ ràng về đạo người nói đó, nên giảng việc kiện ra mà rằng: Khi nào quan quản cơ Lycia xuống, ta sẽ xét việc này. Đoạn, người truyền cho thầy đội giữ Phaolô, nhưng phải cho người hơi được thông thả. Có kẻ nào thuộc về người đến hầu việc người thì đừng cấm. Qua mấy ngày sau, Philip hỏi vợ mình là De Rishi. Người Giu-đa đến rồi sai gọi Phaolô và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, nhưng Phaolô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Philip run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Philip cũng trông Phaolô lót bạc cho mình, nên năng đòi người đến và nói chuyện cùng người. Khỏi hai năm, bốc tiêu Petru đến thay Philip, bởi cớ Philip muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phaolô nơi ngục. Chương 25. Petru đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Caesarea đi lên thành Jerusalem. Tại đó có các thầy tế lễ và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phaolô trước mặt người, vì có ý nghịch, thì cố này xin quan làm ơn đòi Phaolô trở về thành Jerusalem. Họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phaolô bị giam tại thành Cesare và chính mình sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng: Những người tôn trưởng trong các người hãy xuống với ta. Nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứ kiện. Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi. Đoạn trở xuống thành Cesare, sáng ngày sau người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phaolô đến. Phaolô mới đến thì có người Giu-đa ở thành Jerusalem xuống vây bọc người,
lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phaolô nói đặng binh vực mình rằng: tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giuđa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Sê-sa. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giuđa, thì trả lời rằng: ngươi có muốn lên thành Jerusalem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phaolô bèn thưa rằng: tôi ứng hầu trước mặt tòa án Sê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử, tôi chẳng có lỗi chi với người Giuđa. Như chính mình quan biết rõ ràng, ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết, thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết, thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Sê-sa. Kế đó, Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng: người đã kêu nài Sê-sa, chắc sẽ đến nơi Sê-sa. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Cesare đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua rằng: đây có một tên tù mà Phê-lích đã để lại lúc tôi ở thành Jerusalem. Các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giuđa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng: người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo, và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tuyên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đề chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giê-xu đã chết kia mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Jerusalem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. Nhưng nó đã kêu nài để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục, đợi tới khi tôi giải cho Cesar. Agrippa bèn nói với Phê-tu rằng: ta cũng muốn nghe người ấy. Phê-tu tâu rằng: đến mai vua sẽ nghe. Vậy bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng, vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phê-tu bèn truyền lệnh điệu Phao-lô đến. Đoạn Phê-tu rằng: tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này, vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giuđa đến nài xin ơn tôi tại thành Jerusalem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết, và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Cesar, nên tôi định giải nộp cho Cesar. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm tờ sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa, đặng khi cha hỏi rồi, tôi có điều để viết sớ, vả tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó, thì là trái lẽ lắm.